Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế Sơn Toyota. Và video của chúng ta ngày hôm nay sẽ điểm qua về thị trường ô tô tuần qua các bạn nhé. Thêm 4 mẫu giảm giá, xe rẻ không tưởng. Thị trường ô tô gặp khó vì đại dịch Covid, lượng hàng tồn kho nhiều. Và để kích cầu, các hãng và đại lý liên tục đưa ra nhiều chương trình giảm giá ô tô. Chỉ tính từ 15 đến 23 tháng 5 vừa qua, có ít nhất 4 mẫu ô tô giảm giá mạnh nhằm đẩy hàng tồn. Mẫu xe hạng C Honda Civic đang được các đại lý tung ra ưu đãi chưa từng có dành cho 3 phiên bản 1.8e, bản 1.8G và bản 1.5RS với mức giảm từ 50 đến 70 triệu đồng theo hình thức giảm giá trực tiếp bằng tiền mặt kết hợp tặng quà phụ kiện 20 triệu đồng. Theo đó, Honda Civic E đã giảm giá từ 729 triệu đồng xuống còn khoảng 679 triệu đồng, ngang giá niêm yết của một số mẫu xe hơi cỡ B. Động thái giảm giá lần này của Honda Civic được cho là nhằm đón đầu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời facelift sắp được tung ra tại Việt Nam. Một mẫu xe khác của thương hiệu Nhật Bản này cũng đang được đại lý giảm giá để đẩy hàng tồn nhanh hơn nhằm đón phiên bản mới là Honda CR-V. Mẫu xe này đang được một số đại lý giảm giá hàng chục triệu đồng. Cụ thể, Honda CR-V phiên bản L cao nhất hiện được một đại lý ở Hà Nội giảm 43 triệu đồng, còn 1,05 tỷ đồng. Còn bản G được hạ giá 23 triệu đồng, còn 1 tỷ đồng. Một đại lý khác ở Hà Nội cũng đang có chương trình ưu đãi khủng cho Honda CR-V E với mức giảm giá gần 100 triệu đồng, kéo giá xe về mốc 890 triệu đồng. Trước đó, vào đầu tháng 5 này, Honda CR-V cũng được giảm giá tới 150 triệu đồng tại một số đại lý. Việc Honda CR-V liên tục nhận được những ưu đãi hấp dẫn nhằm dọn đường cho phiên bản mới. Được biết, phiên bản facelift của mẫu crossover này sẽ được bán ra trong vài tháng tới và sẽ được chuyển sang lắp ráp chính thức ở Việt Nam. Ngoài hai mẫu xe của Honda, thì mẫu xe khác cũng có xuất xứ Nhật Bản là Mitsubishi Trident cũng đang được các đại lý đồng loạt giảm giá lên tới cả 100 triệu đồng. Đây là lần giảm giá mạnh nhất của mẫu xe này kể từ khi Mitsubishi Trident phiên bản nâng cấp facelift về Việt Nam vào cuối năm 2019. Đợt giảm giá lần này được hãng xe Nhật đưa ra để xả hàng tồn, dọn đường cho mẫu mới. Mitsubishi Trident đang được bán ra với 7 phiên bản, nhưng chỉ có phiên bản Trident 4x4 AT được giảm giá khủng trong đợt này. Và việc giảm giá Mitsubishi Trident 4x4 AT chỉ được áp dụng trên những mẫu từ năm 2019, đi kèm với các màu bạc, xám và nâu. Tùy từng đại lý, mẫu xe này có thể được giảm 120 triệu đồng, thậm chí lên tới 138 triệu đồng, trừ thẳng vào giá xe. Như vậy, giá bán sau giảm giá của phiên bản Trident 4x4 AT chỉ còn khoảng từ 680 cho đến 700 triệu đồng. Ngoài ra, khách còn được tặng nắp thùng, camera lùi hoặc quy đổi sang bảo hiểm vật chất. Bên cạnh những mẫu xe Nhật thì một mẫu xe Hàn là Hyundai Kona cũng đang được các đại lý giảm giá mạnh. Hyundai Kona tại đại lý đang nhận được sự ưu đãi về giá đối với cả đời 2019 và 2020. Cụ thể, Hyundai Kona 2.0 AT 2019 tiêu chuẩn đang được một số đại lý giảm tới hơn 66 triệu đồng, kéo giá bán thực tế chỉ còn 559 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Kona đời 2020 được hạ giá từ 40 đến 50 triệu đồng dành cho cả 3 phiên bản Kona 2.0 AT tiêu chuẩn, Kona 2.0 AT đặc biệt và Kona 1.6 Turbo. 3 phiên bản Kona 2020 hiện có giá lần lượt là 636 triệu đồng, 699 triệu đồng và 750 triệu đồng. Như vậy, sau hạ giá, Hyundai Kona có giá thấp gần bằng giá xe Toyota Vios phiên bản cao nhất 2020. Điểm chung của những mẫu xe thanh lý giảm giá sâu nói trên đều là thuộc hàng tồn kho. Số lượng ô tô tồn kho hiện rất lớn. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, trong quý 1 năm 2020, chỉ số tồn kho ô tô tăng khủng tới 122% so với cùng kỳ năm 2019. Hiện đã bước sang quý 2 năm 2020, nhưng một số đại lý ô tô vẫn còn những mẫu ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu nguyên chiếc từ 2018-2019 chưa bán hết. Ô tô tồn quá lâu, hãng không có chỗ lưu kho, đại lý tồn đọng vốn cho những đợt nhập hàng mới. Vì vậy, các hãng và đại lý đều muốn xả hết hàng tồn để dành nguồn lực cho những mẫu mới. Đó là lý do mà thời gian gần đây, những mẫu xe tồn kho 1-2 năm, ế ẩm không bán được lại được các đại lý xả hàng thanh lý với giá rẻ không tưởng.
Các chuyên gia nhận định, thị trường ô tô sắp tới sẽ còn xuất hiện nhiều chương trình giảm giá khủng để đẩy hàng tồn kho. Đồng thời, thị trường cũng sẽ xuất hiện thêm nhiều mẫu xe đời mới giá rẻ. Vì vậy, người tiêu dùng sẽ có thêm nhiều cơ hội để lựa chọn những mẫu xe mình thích với một cái giá rất hời. Mong rằng những thông tin vừa rồi của Thế Sơn Toyota đã giúp các bạn có thể điểm qua được thị trường ô tô trong thời gian vừa qua. Và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để theo dõi những video sắp tới các bạn nhé! 10 lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.